Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món đồ cũng khá là xinh xắn. Đó là một chiếc két sắt mini các bạn. Đây là chiếc két sắt mình mới vừa làm xong luôn. Thì chiếc két sắt này độ bảo mật của nó cũng khá là tốt, bởi vì là ở đây mình sử dụng mã số của nó là tới 3 số luôn nha. Thì két sắt như thế này các bạn có thể đựng được một ít tiền nè, tiền lẻ hoặc là những cái vật dụng dễ thương, giấy tờ, vòng tay hoặc là những cái đồ trang điểm bé bé của các bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn quan sát bên trong của nó nha. Đây là bên trong này các bạn. Làm thì cũng khá là đơn giản thôi đúng không? Đây, khi mình đậy lại thì những cái ống hút này nó sẽ rơi vào những cái khe hở đúng không? Rồi mình xoay thì cái vòng tròn màu trắng của mình á, nó sẽ quay và che cái ống hút lại, thì cái ống hút của mình không có thể nào bật lên được hết. Đó. Trông cũng khá là đáng yêu phải không các bạn? Mình thì rất là thích màu hồng cho nên là mình đã chọn màu hồng để bao cái két sắt của mình đó. Thì bây giờ các bạn hãy cùng quan sát video và làm với mình nha. Các bạn hãy trang trí cái két sắt của mình tùy theo ý thích nha các bạn. Rồi chúng ta làm thôi. Để làm được một cái két sắt thì các bạn cần phải có một cái hộp bằng bìa cắt tông như thế này, một cây bút dạ, những cái nắp chai và ống hút. Ở đây thì mình dùng ống hút loại cứng nha các bạn. Rồi kéo, súng bắn keo. Và mình có dùng thêm một tờ giấy bìa để xí nữa mình bao cái hộp của mình lại cho nó đẹp hơn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng quan sát mình làm nha. Với chiếc hộp này thì mình sẽ cắt phần trên của nó ra thành một cái nắp như thế này. Rồi mình dán hai cái này để giữ cố định lại hai bên nha các bạn. Đó, mình sẽ bật như thế này chính là cái nắp của két sắt đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng giấy màu đây. Mình sẽ bao cái phần hộp của mình lại, kiểu như là chúng ta gói quà đó các bạn. Vậy là mình đã dán xong cái hộp rồi này các bạn. Đây mình bao như thế này nha. Kiểu như là một hộp quà vậy thôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cắt ra ba cái vòng tròn bằng bìa cắt tông như thế này. Đây sẽ là ba cái phần bánh răng ở phía trong của cái két sắt của mình đó. Các bạn sẽ đo lên cái chiều rộng của nó này. Nó đo lên cái mặt trước của nó để cắt cho nó phù hợp nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ dùng cho mình một mảnh giấy ruki. Đây, thì các bạn sẽ viền quanh cái bánh răng nha. Rồi, tương tự với hai cái còn lại luôn nha. Rồi, như vậy là mình đã xong luôn ba cái phần bánh răng của nó đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ đục cho mình trên cái phần thân trước của nó ba cái lỗ tròn nha. Mình được ba cái lỗ lủng như thế này rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ dán cái phần ống hút vào cái phần bánh răng này trước. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn ngắn ngắn thôi nha. Cắt ba đoạn bằng ngang nha các bạn. Đây thì lát nữa mình sẽ gắn vào như thế này nè. Đây đúng không? Còn cái phần trước của nó là sẽ là cái nắp chai đó. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây.
Trong thời gian đợi keo khô thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái phần số ở đằng trước nha. Mình sử dụng bút dạ màu đen. Các bạn vẽ giống như cái đồng hồ vậy đó các bạn. Đây các bạn sẽ chia nó ra trước. Chia làm 4 phần, sau đó thì ở mỗi phần các bạn sẽ gạch thêm 2 đường nữa. Rồi, các bạn sẽ vẽ nó xuống sát cái phần hộp của mình luôn. Thì mình mới có thể canh số được nha. Được rồi này các bạn. Bây giờ ở trên mặt số của nó mình sẽ ghi từ 1 đến 12. Y như cái đồng hồ đó các bạn. Thì mình sẽ để xuống bàn ghi cho nó dễ nha. Các bạn, như vậy là mình được một cái mặt số như thế này nha các bạn. Từ 1 cho đến 12. Rồi tương tự với hai cái nắp còn lại luôn nha. Rồi như vậy đây, mình đã được 3 cái phần quay số đằng trước này các bạn. Rồi bây giờ thì keo của chúng ta cũng đã khô rồi đó. Mình sẽ gắn cái phần bánh ở trong, bánh rang ở trong qua cái lỗ mình đã đục sẵn đó. Đây, mình gắn vào. Sau đó thì mình sẽ quay hết tất cả cái mặt hở lên trên nha các bạn. Cái chỗ hở của nó ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái phần số vào. Số này các bạn gắn cái số nào ở trên đây thì số đó chính là mặt mở nha. Đây thì mình đã dán 3 cái nắp chai vào để làm cái khóa số cho chúng ta rồi nè. Mình sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái sắt này nha các bạn. Bây giờ phía trên này chúng ta sẽ dán vào một cái thanh ống hút như thế này, thì khi mình đậy cái nắp lại đó thì ống hút nó sẽ như thế này đúng không? Nếu các bạn khóa mã số lại đó thì nó sẽ quay lên như thế này và chúng ta không có thể mở cái nắp ra được. Còn khi các bạn dặn đúng cái mã số của nó đó thì cái chỗ khe hở nó sẽ lên trên đúng không? Thì chúng ta sẽ mở được nắp ra nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần ống hút ở phía trên này. Mình sẽ dùng keo đốt để dán một miếng bìa cứng ngang qua như thế này nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng một đoạn ống hút mình dán lên cái bìa cứng này luôn, 3 đoạn nha. Mình sẽ dùng keo đốt nha các bạn. Các bạn canh đây, canh đúng cái phần khe hở của mình lên đó thì các bạn dán nó vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại thử nha. Đây, ống hút sẽ đi vào 3 cái khe mã số của mình. Rồi sau đó thì mình dặn mã số đây. Đây các bạn, là nó không có thể mở được lên nè. Đây. Rồi, như vậy là xong. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ làm 3 cái phần kim chỉ ở đây để xác định cái mã số đúng ngay cái đường đó đó các bạn. Đây mình đã cắt được 3 cái dẫn như cái kim đồng hồ nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi mình sẽ gắn lên nha. Các bạn nhớ canh đúng mã số của mình rồi các bạn gắn vô nha. Rồi khi các bạn dặn đúng số mã số của mình đây thì cái hộp của mình sẽ đóng lại được. Rồi dặn lại. Bây giờ phía trên này mình sẽ làm cho nó một cái chốt để mình dễ dàng mở cái nắp ra nha các bạn. Mình sẽ dùng một hộp ngọc nhỏ nha. Rồi dán lên.
Rồi vậy là cái két sắt của mình cũng đã xong rồi các bạn. Rồi mở ra. Đây cho các bạn coi lại một lần nha. Cũng khá là đơn giản làm phải không các bạn? Rồi chúc các bạn sẽ làm được một cái két sắt như thế này cho mình nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye, cảm ơn các bạn nè.